chào tất cả bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân. Và ngày hôm nay thì Bình Quân Group chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bà con combo dòng sản phẩm máy ép dầu 25 cân và máy lọc dầu 15L của Bình Quân Group. Đây là sản phẩm có thể ép được đa dạng các loại hạt dầu và cho ra thành phẩm dầu thực vật thơm ngon, vàng óng và sánh mịn. Quý vị ơi, những chai dầu ăn vàng óng, sánh mịn, thơm ngon và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe giờ đây đã có thể tự sản xuất ngay tại nhà rất chi là đơn giản. Với combo máy làm dầu thực vật nguyên chất của Bình Quân Group, quý vị bà con sẽ không cần phải mất nhiều thời gian để ép tay hay là lọc dầu thủ công nữa, mà thay vào đó với công suất ép từ 20 đến 25 cân mỗi giờ. Máy ép dầu lạc của Bình Quân Group là một thiết bị được sử dụng để tách lấy phần dầu từ các loại hạt thực vật bằng cách áp dụng lực ép và gia nhiệt. Với hệ trục ép lớn được thiết kế dạng mắt xoắn chạy dọc theo thành trục kết hợp với tay khóa thực hiện ép kiệt nguyên liệu. Với bộ phận gia nhiệt giữ vai trò lên nhiệt, làm nóng và duy trì nhiệt độ trong suốt quá trình ép cho tỷ lệ ép kiệt lên đến 98%. Quá trình máy hoạt động khép kín và thông qua bảng điều khiển trực quan bao gồm có các nút công tắc khởi động, công tắc nhiệt, bộ phận điều chỉnh nhiệt và đèn báo vôn, giúp quý vị có thể dễ dàng vận hành máy một cách đơn giản, nhanh chóng. Với tính đa năng, máy có thể ép được đa dạng các loại hạt thực vật chứa dầu cho ra lượng dầu nguyên chất và không chứa chất độc hại. Máy có thể ép được dầu lạc, dầu vừng, dầu gấc hay là dầu trùm ngây. Bà con chỉ cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu, vệ sinh sơ chế qua sạch sẽ, sau đó thả vào trong toa nạp. Tại đây thì máy sẽ tự động cuốn và hút nguyên liệu vào trong buồng làm việc và tự động ép dầu chứa trong nguyên liệu và cho ra thành phẩm dầu thô rất là thơm ngon. Với thiết kế hiện đại, với phần khung máy được hàn gắn chắc chắn và không gây rung lắc trong quá trình máy vận hành, máy còn được lắp đặt bốn bánh xe, thuận tiện di chuyển đến mọi vị trí đặt máy. Toa nạp của máy ép dầu thì dạng phễu và hướng dốc thẳng xuống buồng làm việc, giúp quý vị có thể dễ dàng nạp liệu và nạp được số lượng lớn nguyên liệu từ 3 đến 5kg nguyên liệu mỗi mẻ. Với máy ép dầu 25 cân của Bình Quân Group sẽ có hai cửa xả riêng biệt, một cửa xả ra thành phẩm dầu thô và một cửa xả ra thành phẩm bã dầu. Ép dầu ra thì có sử dụng được luôn hay là không? Dĩ nhiên là không rồi các bác, bởi vì trong này chứa rất nhiều là cặn bã dầu và đây chỉ là sản phẩm dầu thô thôi. Và thay vì để lắng như cách thông thường mất rất nhiều thời gian thì quý vị sẽ sử dụng chiếc máy lọc dầu 15L của Bình Quân Group. Vận hành theo cơ chế áp suất khí nén giống như là một chiếc nồi áp suất sẽ giúp các bác lọc sạch tất cả cặn bã dầu và cho ra thành phẩm dầu vàng óng thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Thiết kế an toàn có 6 tay khóa nắp nồi, tay khóa van xả khí và một van xả khí đảm bảo khi quý vị sử dụng được thuận tiện và ổn định nhất. Có thể quý vị chưa biết, việc tự làm dầu ăn tại nhà như thế này sẽ giúp quý vị giảm tới 50% chi phí khi mua dầu đóng chai ở bên ngoài. Hơn nữa lại còn rất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa ạ. Quý vị sẽ không cần phải lo nguyên liệu đầu vào bị xấu hay là dính lẫn nguyên liệu thải loại. Vì là đơn vị trực tiếp sản xuất nên quý vị bà con yên tâm khi mua máy sẽ được giá gốc và không cần phải qua trung gian. Tất cả các máy móc đều có sẵn linh kiện thay thế, thuận tiện trong quá trình bảo hành và sửa chữa. Đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật của Bình Quân Group luôn hỗ trợ và phục vụ bà con mọi lúc mọi nơi. Quý vị thấy không, từ những nguyên liệu hạt thô, dầu thô và sau đó Minh Thu đã thu về được thành phẩm dầu ăn vàng óng, sánh mịn, thơm ngon và an toàn tuyệt đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Bà con thấy sản phẩm này có tiện ích và đáng đồng tiền bát gạo hay là không ạ? Hãy liên hệ ngay với số hotline đang được hiển thị trên màn hình của chúng tôi để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ đặt mua dòng sản phẩm combo máy ép dầu và máy lọc dầu của Bình Quân Group chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.